giới thiệu, đây là dàn mini, model là Sony M3. Chức năng chính của dàn này là CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước này có ngõ audio in, mình dùng ngõ 3.5 ra 3.5 kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 48cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm điện. Cao mua cục đỡ nguồn thì đi với bên em nhé. Dàn này full chức năng hình thức đẹp, chỉnh được màu sắc trên màn hình luôn. Gọi hàng ngang tôi như chú côi bên nhành cây đa, đêm đêm bên ánh trăng nhà mơ nghe em hát, mơ câu nghe thường dây tình tôi trộm thâm. Bây giờ mình sẽ test chức năng thứ hai là chức năng MD. Riêng đĩa MD có bên em có chép nha. Các anh nào có nhu cầu mua MD thì IP em. À, em nhắm lộn chức năng rồi. À, để em lấy đĩa CD ra. Mình đang nghe đoạn clip test qua em MD nha. MD thì bên em có số lượng rất là nhiều. Các anh nào có nhu cầu mua MD thì liên hệ với bên em để bên em chép nhạc. Mình ra tiếng hát của Trường Vũ đi. Đối với Sony mà nói chất lượng âm thanh là khỏi bàn cãi. Về chất lượng tiếng bass của Sony đánh ra, bass của Sony đánh ra lúc nào cũng ấm, chắc, phù hợp đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ cho tới nhạc đen, tất cả đều hợp hết. Các anh thấy không, nghe nhạc của Như Vinh thì tí tắc du dương qua Trường Vũ, bass rất cực kỳ chất lượng, ấm và nhuyễn vô cùng. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà. Mình đang nghe nhạc qua em mà đi nhá. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã chay tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oan chỉ cuộc. Bây giờ em quay mặt sau chứ các anh thấy không? Lo quá đẹp. Đây là lo phía bên tay phải, công suất lo không biết gì trên lo. Đây là lo phía bên tay trái. Tổng thể cả mặt sau công suất của amply là 50W nhé. Bây giờ em kết thúc clip test, các anh nào mua hàng thì IP em.